Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Tan Okaji. Và trong video này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một nền tảng khai thác tròn tiếp tục nhé. Thì cái trang này nó có tên là tròn80.com. Thì các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ hiện giao diện cho các bạn đăng ký tài khoản nhé. Ở cái phần đầu tiên các bạn hãy nhấn vào cái phần dấu tích này. Rồi các bạn sẽ chọn quốc gia Việt Nam cho mình nhé. Các bạn cứ kéo xuống ở dưới cùng này. Các bạn sẽ nhìn thấy là cộng 84 Việt Nam nhé. Các bạn sẽ kích vào. Tiếp theo đó các bạn tự nhập số điện thoại của các bạn vào nhé. Các bạn nhập cả số 0 vào hoặc là bỏ số 0 cũng không sao cả nhé. Tiếp tục là mật khẩu của các bạn. Rồi các bạn sẽ nhập thêm là cái mật khẩu bảo mật của các bạn nhé. Giả sử như là các bạn nhập mật khẩu bảo mật là 1234 chẳng hạn. Các bạn nhập xong thì tiếp theo các bạn sẽ nhập cái mã bên cạnh nó vào nhé. Cái mật khẩu bảo mật thì các bạn rút tiền nó bắt buộc các bạn phải nhập vào, cho nên các bạn nhập cái mật khẩu rút tiền các bạn hãy nhập đơn giản một chút nhé, để cho các bạn dễ nhớ nha. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào ô đăng ký cho mình nhé. Rồi đây chính là phần đăng nhập vào xong nha. Đăng nhập vào xong thì nó sẽ hiện một cái phần thông báo mới nhất ở đây. Các bạn có thể xem qua các phần như là: chào mừng bạn đến với tròn80, nền tảng khai thác trên đám mây TRX tốt nhất tham gia kênh Telegram chính thức của chúng tôi để nhận được những tin tức mới nhất. Ok, các bạn có thể là tham gia kênh của họ nhé, để cả nhận được những thông tin mới nhất nha. Rồi các bạn tiếp tục kéo xuống ở dưới này, các bạn xem qua các phần như là tròn đa triệu phú này. Bạn sẽ có hai loại tài khoản sau khi đăng ký thành công: nền tảng và khuyến mãi, tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi nhé. Rồi tài khoản cơ bản rút tiền lợi nhuận đây, nó sẽ hiện được như là gửi từ 5 TRX trở lên thì các bạn rút tiền hàng ngày của nó là 2,6% thôi nhé. Còn các bạn mà đầu tư giả sử như là 10.000 TRX trở lên thì rút tiền của các bạn là 3% nha. Rồi nếu như các bạn mà đầu tư lớn hơn, giả sử như là 500.000 tròn trở lên ấy, thì rút tiền của các bạn hàng ngày là 6% nhé. Ok, còn các bạn đi tiệc cấp dưới đây, các bạn sẽ xem qua nha. Cơ đồ 1 của các bạn trực tuyến ấy, các bạn sẽ nhận được là 18% nhé. Nếu như các bạn mà đi tiệc cấp dưới thì phần trăm của nó cũng khá là ok. Tất cả các phần này các bạn có thể từ bỏ qua nhé. Ví dụ như là cơ đồ 1 của các bạn gửi là 100 TRX chẳng hạn thì các bạn sẽ nhận được là 18% nha. Khi cơ đồ 2 của các bạn gửi giả sử như là 100 thì các bạn sẽ nhận được là 10 TRX. Còn cơ đồ 3 của các bạn đây, các bạn hãy từ bỏ qua cho mình nha. Số tiền các bạn kiếm được thì nó sẽ ghi vào tài khoản khuyến mãi của các bạn, có thể rút ngay lập tức và không giới hạn số lần rút nhé. Tức là các bạn tuyển được bao nhiêu bạn đầu tư vào thì mỗi một ngày các bạn đều sẽ rút được cái phần ở tài khoản khuyến mãi nhé, không giới hạn nhé. Các bạn rút bao nhiêu lần cũng được hết nhé, chỉ cần có TRX ở bên tài khoản khuyến mãi thôi. Còn cơ bản là các bạn phải đầu tư vào nhé. Ok, cái này thì các bạn từ đó qua là các bạn sẽ hiểu ngay nhé. Còn nó sẽ hiện như là các bạn quảng cáo trang web bằng Facebook này, Twitter và Instagram, YouTube này. Ok, tiếp tục đóng này. Thì các bạn đăng ký xong thì nó sẽ tặng cho các bạn là 6.000 TRX nhá, tổng số dư. Thì ở đây nó sẽ hiện được như là gửi tiền rút tiền, cao cấp đổi và ứng dụng về chúng tôi. Các bạn có thể nhấn vào cái phần như là cao cấp này, các bạn xem cái VIP của các bạn và lợi nhuận của các bạn nhé. Nếu như các bạn mà gửi chưa đến 10.000 TRX thì các bạn đương nhiên sẽ ở cái gói như là VIP 1 thôi nhé. Phần trăm cái bonus hàng ngày của các bạn là 5%, còn rút tiền hàng ngày của các bạn là 2,6% nha. Nếu như các bạn mà đầu tư dưới 10.000 TRX, ok chưa? Còn các bạn mà đầu tư lớn hơn, giả sử như là từ 10.000 TRX trở lên thì rút tiền của các bạn là 3%. Còn 50.000 TRX trở lên thì các bạn rút tiền hàng ngày của nó là 3,5% và bonus là 7%. Tức là các bạn đang ở VIP 3 nhé. Nếu như các bạn mà đầu tư nhỏ thì tất nhiên các bạn sẽ ở là VIP 1 thôi. Rồi các bạn sẽ quay trở lại đây này. Các dịch vụ của nó cũng rất là đơn giản, cũng tương tự như vài trang trước. Thì hôm nay cái đồng TRX này thì nó giảm cũng khá là sâu nhé. Hôm qua thì
cả cái củ Bitcoin cũng tăng siêu khủng luôn, hôm nay là giảm, cực kỳ buồn nha. Ok, và các đồng coin mà nó giảm ấy thì các bạn cứ nhanh tay đi tìm những cái trang uy tín để các bạn đầu tư nhá. Hiện tại thì mình vẫn thích là Tron và Shiba này, tiếp tục là Dogecoin nhá. Ba đồng coin này thì hiện tại mình đang giữ cũng khá là nhiều luôn. Bởi vì kênh của mình ấy thì mình cũng chuyên săn cho các bạn những cái đồng coin nào mà mình chia sẻ nhiều ấy thì mình cũng phải làm sao để mình giữ nó nhiều một chút nhá. Sau này mà nó tăng một phát thì mình cũng có một chút tiền lời nha. Ok, không nói ra dòng nha. Cái phần thương mại này các bạn có thể nhấn vào để các bạn nhận bonus hàng ngày nhá. Ok chưa? Thì hiện tại đây thì mình vẫn còn là 420 TRX nhá. Mình sẽ nhận cho các bạn xem. Đây nó hiện là nhận thành công nhá. Còn bây giờ các bạn sẽ quay trở lại số dư này thì nó sẽ cộng cho các bạn nhá. Các bạn hãy load lại app cho mình. Đây nhá, của mình là 6.000 TRX, còn hiện tại đây thì nó đã cộng cho mình là 420 rồi nhá, tổng số dư luôn. Ok, thì tiếp tục cái phần như là staking thì cái phần này thì mình thấy không ok nhá, bởi vì hiện tại thì mình không thấy nó có các gói staking để đầu tư. Rồi, các bạn tiếp tục nhấn vào phần đăng như là phần share nhá, các bạn có thể là đi tuyển thêm bạn bè để nhận thêm phần trăm hoa hồng nhá. Rồi tiếp tục phần của tôi này, thì ở cái phần của tôi này thì nó sẽ hiện được như là tất cả các dịch vụ của ứng dụng này nhá. Ok, thì đây nó cũng rất là đơn giản thôi, mình sẽ nạp tiền vào để kích hoạt chức năng rút tiền nhá. Mình sẽ nhấn vào gửi tiền này, tiếp tục mình sẽ nhấn vào chuyển vào tài khoản cơ bản này, tiếp tục mình sẽ sao chép địa chỉ ví từ đấy mà nó hiện ở đây cho mình nhá. Ok, bây giờ các bạn chỉ cần là đi vào ví trước hay là các ví của các bạn chứa đồng TRX để gửi TRX vào đây để mở chức năng rút tiền hàng ngày của các bạn nha. Và các bạn đã chuyển tiền xong thì các bạn nhớ quay trở lại trang web nhé. Rồi tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào đã hoàn tất quá trình nạp tiền nha. Ok chưa? Đây nhá. Thì nó sẽ hiện được như là các bạn sẽ nhận được tiền từ 5 cho đến 10 phút sau nha. Đây, ok, tiếp tục các bạn sẽ quay trở lại để các bạn chờ đợi tiền vào ví thôi nhá. Sau khi tiền các bạn gửi vào xong thì các bạn sẽ rút tiền ngay nha. Và như vậy thì tiền đã vào rồi nhá, nạp tiền thì cực kỳ là nhanh luôn. Ok, đây các bạn xem ngay bây giờ và nó cộng ngay, rất là nhanh nhá. Ok, thì mình sẽ kích vào rút tiền nhá. Thì mình đầu tư là 10 TRX thì nó cho mình rút là 0.26 TRX mỗi ngày nhá. Ok, hy vọng là trang này nó sẽ uy tín được lâu để mình lấy được gốc mình về nhá. Thì đây thì nó cũng có như là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi nhá. Tài khoản khuyến mãi thì các bạn đi chia sẻ cho bạn bè thì nó sẽ hiện ở cái phần này. Nếu như mà các bạn không có bạn bè đầu tư cùng các bạn thì các bạn sẽ có là tài khoản cơ bản thôi nha. Ok, thì đây các bạn chỉ cần nhập số tiền rút của các bạn nhá, nó cho các bạn rút là bao nhiêu. Tại đấy hàng ngày các bạn cứ nhập vào thôi. Tiếp tục này, các bạn chỉ cần là copy địa chỉ ví từ đấy của các bạn dán vào cho mình nhá. Thì tiếp theo đó các bạn sẽ nhấn vào confirm nhá. À nhưng các bạn phải nhập cả mật khẩu đăng nhập của các bạn nhá. Mật khẩu rút tiền thì phải nhá. Ok. Tiếp tục này các bạn sẽ nhấn vào confirm cho mình nhá. Thì nó hiện là rút tiền thành công rồi nhá các bạn. Bây giờ các bạn chỉ cần là chờ đợi tiền vào ví của các bạn thôi nhá. Ok, thì nó hiện được như là Telegram trực tuyến và Facebook trực tuyến đây. Ok, thì số tiền của mình đã bị trừ nha. Ok, thì các bạn có thể đi vào cái phần như là danh sách lợi nhuận này. Các bạn xem các bạn đã rút tiền nhá, lịch sử các bạn gửi tiền. Và các bạn nhận được phần trăm hàng ngày của các bạn. Tức là lịch sử hàng ngày của các bạn nó sẽ hiện ở đây nhá. Rồi như vậy thì tiền đã vào ví rồi nhá. Đây, đã cộng là 0.26 vào ví Tron Link của mình nhá. Ok, thì mình sẽ nhấn vào ví Tron Link này. Không phải cái này, mình sẽ loa lại đây. Các bạn sẽ xem được đây nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây nhá. Bạn nào mà cảm thấy video này có giá trị cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.